Catfish và Đà Nẵng Dragon. Trong khổ U20 giải VBA 3x3 Championship. Ở bảng đấu này thì các thủ Cần Thơ Catfish với hai chiến thắng của mình, họ đang đứng ở vị trí nhất bảng, và các thủ Đà Nẵng cần có được sự cổ động của tất cả các khán giả ở thành phố Đà Nẵng xinh đẹp này. Các bạn, những khán giả là fan hâm mộ cho đội bóng Đà Nẵng, hãy cho tôi thấy cánh tay của tất cả mọi người đi nào. Sau những năm phát triển thì 2 năm trở lại đây, chúng ta đã có được những lực lượng trẻ để có thể thi đấu ngang ngửa đối với các đội bóng trong khu vực ở hai đầu đất nước. Thì ngày hôm qua các thủ Đà Nẵng đã có một trận đấu rất hay trước đội bóng City Wings và chỉ để thua ở những giây cuối cùng. Rõ ràng là các em cần có được sự động viên từ khán giả nhà. Điểm số đầu tiên được ghi bởi Đăng Khoa, cầu thủ mặc áo số 11 của Cần Thơ Catfish. Rõ ràng với hai chiến thắng ngày hôm qua thì các thủ Cần Thơ Catfish họ đang là một trong những đội bóng được đánh giá rất cao là ứng cử viên chức vô địch. Ngày hôm qua thì Thanh Quý, cầu thủ mặc áo số 32 của Cần Thơ Catfish đã có một pha ném quyết định cuối cùng để mang về chiến thắng cho đội bóng của mình. Về phía Đà Nẵng Dragon thì chúng ta cũng gửi lời khen ngợi cho các cầu thủ như Hoàng Minh hay Xuân Vinh. Các em đã có được những trận đấu vô cùng nỗ lực. Rồi và thả bóng không thành công của Biết Thanh. Hai phút thi đấu đã trôi qua và hiện tại thì các thủ Cần Thơ Catfish đang dẫn trước các thủ Đà Nẵng Dragon với khoảng cách chỉ là 1 điểm. Đã có tình huống phạm lỗi đến từ Quốc Toàn. Rõ ràng với một thể hình vượt trội thì Tuấn Khang đang gây rất nhiều khó khăn cho những cầu thủ đồng trang lứa. Tình huống chuyền bóng phối hợp không tốt đến từ các cầu thủ Cần Thơ Catfish, và rồi thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragon đã có được quyền kiểm soát bóng. Viết Thanh vẫn đang là Viết Thanh với tình huống block bóng đến từ Đăng Khoa. Chuyền bóng rất nhanh của Thanh Quý dành cho Tuấn Khang, và Tuấn Khang đã một pha dừng trên sông rất lâu trước khi quyết định dứt điểm. Đã có tình huống phạm lỗi. Lỗi đồng đội thứ hai của các thủ Đà Nẵng Dragon trong trận đấu này. Ở bảng đấu này, ngoài Cần Thơ Catfish và Đà Nẵng Dragon, chúng ta còn có hai đội bóng là Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wings đều đang có 3 điểm. Và hứa hẹn trận đấu cuối cùng vòng loại sáng nay sẽ là một trận đấu vô cùng kịch tính và căng thẳng diễn ra giữa hai đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác.
một chàng ném rổ, và các cầu thủ Đà Nẵng Dragon đã phạm luật 12 giây, bóng thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Ở đội hình trẻ của Cần Thơ Catfish, ngoài Tuấn Khang ra thì chúng ta còn thấy một Thanh Phú cũng có một thể hình rất vượt trội. Nếu tương quan về kinh nghiệm thi đấu của cả hai đội bóng này thì trong đội hình Cần Thơ Catfish chúng ta có tới hai cái tên đã tận hưởng được chức vô địch ở giải U23 với Quốc gia Huế diễn ra vào tháng 3 vừa rồi, đó là Đăng Khoa và Thanh Quý. Rõ ràng là những cầu thủ Cần Thơ Catfish họ sẽ biết cách làm như thế nào để có được những chiến thắng, và đã có một hữu ôm chân trên tình huống tiếp đất không tốt, và đây là một điều vô cùng không mong muốn. Đã có một pha tiếp đất không tốt đến từ các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Thành Phú đang tỏ ra rất đau đớn nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy để trận đấu được tiếp tục diễn ra. Đăng Khoa thấy một tình huống phối hợp không tốt đến từ các cầu thủ Cần Thơ Catfish, có lẽ như với việc thi đấu liên tục ngày hôm qua thì ngày hôm nay các cầu thủ trẻ của Cần Thơ Catfish đang có một chút chưa lấy lại được phong độ của mình. Thành Quý thêm một điểm nữa dành cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish, 5-1. Và thời gian thi đấu còn 5 phút 43 giây. Thêm một điểm nữa dành cho cầu thủ Cần Thơ Catfish đến từ Đăng Khoa. Rõ ràng chiến thắng là một điều quan trọng, như các cầu thủ Cần Thơ Catfish họ cần phải cẩn trọng bảo vệ các cầu thủ của mình để hạn chế những chấn thương, để hạn chế tối đa những chấn thương có thể xảy ra. Liên tục là những nỗ lực phòng ngự đến từ các cầu thủ Đà Nẵng Dragon đã khiến cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Liên tục là những pha phối hợp giữa Hoàng Minh và Viết Thanh. Và Toàn Nguyễn là người dứt điểm cuối cùng. Đăng Khoa vẫn đang rất kinh nghiệm với một sải chân và sải tay rất dài của mình, thì Đăng Khoa có những pha bóng qua người tạo ra được khoảng trống và dứt điểm.
Và rồi đã có một thủ vi lệ chạy bước. Liên tục là những tình huống phòng ngự tốt đến từ các cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Và vừa rồi thì Viết Thanh đã mang đến điểm số thứ 3 cho cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Viết Thanh vẫn đang là Viết Thanh với những pha ném rất nhanh. Thời gian thi đấu trận đấu này còn 3 phút 21 giây, và các cầu thủ đã xin hội ý để có được một chút thời gian nghỉ ngơi. Theo tôi quan sát thì giải đấu của chúng ta sẽ lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào khoảng 9 giờ. Nếu như giải đấu kết thúc trước thời gian này thì các bạn có thể đi đến cầu rồng để ngắm cầu rồng phun lửa. Và nếu như các bạn may mắn thì các bạn còn có thể ngắm được cầu sông Hàng xoay vào lúc 12 giờ đêm. Với một thể trạng của mình thì Tuấn Khang lại có được những tình huống xoay sở rất nhanh nhẹn. Hứa hẹn đây là sẽ là một những cầu thủ đáng chú ý để chúng ta được xem trong tương lai. Thành Quý. Giải đấu còn 2 phút 50 giây. Các thủ Cần Thơ Catfish vẫn đang thi đấu rất cẩn trọng, và đây là pha ném 2 điểm hơi thiếu lực. Khoa, pha phối hợp giữa Đăng Khoa và Tuấn Khang đã mang về thêm 1 điểm và end one. Trước nỗ lực phòng ngự của mình thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragon trẻ vẫn đang vùng vẫy, đang rất mong muốn có được một kết quả thuận lợi nhất. Rồi thì Tuấn Khang đã không bỏ lỡ cơ hội mang về thêm điểm số thứ 14 cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Vẫn đang là Tuấn Khang rất mạnh mẽ. Đăng Khoa và thả rổ liên tục, những pha thả rổ không thành công, và cuối cùng thì Đăng Khoa cũng chấm dứt những chuỗi kết thúc rổ không chuẩn xác bằng pha ghi thêm 1 điểm, và sau đó một pha assist mang về điểm số thứ 16 cho cầu thủ Cần Thơ Catfish. Thành Quý quyết định ném 2 điểm. Thời gian thi đấu còn 1 phút 36 giây và các cầu thủ Cần Thơ Catfish sẽ tiếp tục được quyền kiểm soát bóng. Đăng Khoa, Thanh Quý và phối hợp rất nhanh giữa Thanh Quý và Tuấn Khang. Với chiều cao cũng như thể hình vượt trội của mình thì Tuấn Khang đã hoàn toàn chiếm lợi thế ở vòng hình thang.
Đăng Khoa quyết định ném 2 điểm. Vẫn đang là Tuấn Khang với những pha xoay sở rất nhanh ở dưới rổ. Có vẻ như ở bất kỳ tư thế nào thì Tuấn Khang cũng có thể dứt điểm. Hoàng Minh, một pha phạm lỗi kỹ thuật. Và rồi chúng ta đã thấy Thanh Phú quay trở lại sân. Một tín hiệu tốt dành cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Những trận đấu chiều nay sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ. Và các trận bán kết của lứa tuổi U20 giải VBA 3x3 Championship sẽ diễn ra vào khoảng 6 giờ. Viết Thanh vẫn đang là Viết Thanh với fast spin và mang về điểm số tiếp theo cho cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Vẫn đang là Viết Thanh. Chí Thành đang liên tục nỗ lực để cho thấy một tinh thần thi đấu rất máu lửa của một cầu thủ trẻ, một điều cần thiết cho các cầu thủ trẻ của Đà Nẵng. Vẫn đang là Viết Thành và 10 giây cuối cùng. Và kết thúc trận đấu thứ 3 với chiến thắng thuộc về các thủ Cần Thơ Catfish.